thằng này đem cái gì đến anh xem nào. Là cái solo à? Ai à? Gọn cớ nhỉ. Anh biết con này chưa? Huawei 9. À biết. AC966. Huawei khác Huawei đúng không? Đây thì nhưng còn đây là cái con mà ở bên Trung Quốc, nó là cái con đắt nhất, là bản sao của Akai V5000 đắt nhất ở bên Trung Quốc. Anh Tuấn từ nãy giờ đã trải nghiệm cái con này được cũng tương đối lâu rồi, thì em muốn biết cảm nhận của anh sơ qua về cái con này. Thứ nhất là vì cái ngoại hình của nó, anh rất là thấy nó khá là bắt mắt và nó gọn, cảm giác để cầm này, đúng không? Nó rất là ôm tay. Và nó cầm nó nặng hơn so với con Akai 5000. Nặng là điểm khen hay điểm chê? Nặng đấy thì anh cái này thì gọi là khen không phải mà chê cũng không hẫn. Đấy, nhưng mà dùng lâu là mỏi cổ. Không, mỏi ngón tay thôi. Nếu mà có dây đeo thì vô tư, nhưng mà cảm giác cầm nó chắc chắn. Nhỏ nhưng nó cầm nó chắc chắn. Okay. Và cái dáng của nó rất là nhìn nó thon gọn hơn rất nhiều. Hệ thống phím bấm của nó thì giống gần như là 90% với Akai. Đúng rồi. Ở trên này thì nó chỉ thêm một cái phím đây thôi. Và nó thiếu nó suy giá. Đúng rồi. Đấy. Thì còn đằng sau của nó thì về hệ thống con lăn nhảy ốc ta thì nó giống y chang rồi. Thậm chí là nó có cả cái thành lướt. Thành lướt đây. Còn ben thì nó chỉ có ben down, không có ben up. Không có ben up. Đúng rồi. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì đối với mình đánh giá thì về cái tính năng của nó. Thứ nhất mình đánh giá về cái cảm biến hơi. Cái cảm biến hơi của nó nhạy, tương đối nhạy. Tương đối nhạy. Đủ để cho mình xử lý những một số kỹ thuật về hơi của mình, kiểu như là mình đánh ngắt tiếng này, đánh mềm tiếng, tức là cái bật âm của mình ấy, ngắt tiếng, mềm tiếng hoặc là reo lưỡi hay là lưỡi kép của mình là đều sử dụng được. Đấy, một số cây thì hơi khó. Đấy, hoặc là nó mất luôn hẳn cái tính năng đấy vì cái sự delay của nó, nhưng con này lại không có cái delay, nó rất là nhỏ. Okay. Còn về ngón, còn về phím bấm của nó, cây bấm của nó thì nó được chia ra là khi mà các bạn sử dụng ngón tay cái vào chỉ con lăn này không đấy, thì nó mình sẽ đánh staccato rất tốt. Còn khi các bạn muốn đánh mềm tiếng, luyến từ nốt nọ sang nốt kia, thì mình sẽ kết hợp thêm cái thanh lướt bên này. Đấy thì nó sẽ tạo được cái hiệu ứng bẻ cong xuống từ nốt nọ xuống nốt kia, luyến mềm hơn, mềm mại hơn. Đấy. Tuy nhiên thì cái thanh lướt này để sử dụng một cái gọi là lướt, gọi là cái kỹ thuật ở trong, như trong bài người Mông Cổ ấy, thì nó lại làm nó lại không ra được được như so sánh SR6000, thậm chí là nó còn không bằng. SR6000 nó làm cái thanh lướt này tốt hơn, nó mềm hơn, mềm hơn. Và âm thanh thì SR6000 thì lại có nhiều cái âm, nhiều của âm tốt hơn, đúng rồi. Thậm chí là cái âm saxophone nó đẹp, đúng không? Đẹp hơn cả Akai. SR6000 đấy, thì con này thì chưa thấy có một cái âm solo nào mà nghe cảm giác là nó quá nổi bật ở đây, đúng không? Đúng mà rồi. Những cái âm về điện tử thì nó lại quá nhiều đấy, hay là ví dụ nhạc cụ về dây hay là xylophone thì nó cũng nhiều. Chứ còn về nhạc cụ hơi của nó thì hiện mình vừa nãy mình mò thì chỉ được có cái gì nhỉ, được có mấy âm như kiểu của pan flute rồi mấy âm mà liên quan đến bộ hơi của sáo xiết thôi, chứ còn kèn thì cũng chưa thấy cái âm nào nó ổn hết, nó ổn cả. Đấy, thế có cái điểm nào mà anh chưa thích cây nào thì cây này không? Đấy, tức là về cái thứ nhất là về cái kho âm của nó. Đấy, về sao âm của nó thì là chưa được ưng ý lắm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái cảm biến hơi của nó, thì theo anh đánh giá thì nó chỉ đạt ở mức gọi là khá thôi, chứ không phải là nó một cách hoàn hảo được. Chưa phải là tốt. So với Akai thì nó vẫn còn dưới một bậc. Cảm biến cắn thì sao? Đấy, chính vì cái cảm biến cắn thì trên Akai mình có thể xử lý về cái rung cắn rất là tốt. Không biết là có phải là do anh tập Akai nhiều quá hay không. Thế nhưng mà anh cảm giác là con này cắn nó khá là cứng. Bách thử nó cứng. Đúng rồi, bách nó khá là cứng. Và em cắn một thời gian nó bị lõm vào rồi này. Cái rung của Akai nó cảm giác là cái sóng của nó rất là đi mềm mại được. Nhưng con này thì có thể là nó có cảm giác như có một cái gì hơi gãy khúc một tí. Hơi gãy khúc. Đấy. Còn điểm gì nữa không? Ben. Ben thì thực sự là nói thì cái ben này nó hơi bị nhạy quá. Có nghĩa là khi mình muốn vít một nhỏ một xíu này thì có thể nó sẽ mình kéo xuống rất là nhanh. Nhiều khi là mình không kiểm soát lực ben tốt thì cái ben này nó sẽ nhiều khi là nó lại hơi bị nhạy quá đây. Ở cái kia thì nó lại là cảm nhận theo cái tiết diện mà mình ôm sát vào. Đúng rồi, mình muốn ít thì cảm nó ứng sẽ, đấy. Đúng rồi, nó là cảm ứng. Tốt hơn. Đấy thì về cái cây này thì anh thấy nó như thế. Thế là có người cho rằng là cái cây này thậm chí là còn tốt hơn cả Akai 5000 thì không. Anh, quan điểm anh thấy sao? Quan điểm cá nhân của anh thì là con này không thể tốt hơn 5000 được. Đúng rồi. Thế vừa cái giá hiện tại là bên Trung Quốc đang bán, đây là cây tốt nhất của Trung Quốc đấy, anh đánh giá 18 triệu.
Thì anh đánh giá như thế này về cái tính năng của nó thì là nó dưới Akai 5000 và trên Akai Solo. Nhưng mà nếu mà đánh giá thì thậm chí là có thể con này nhé, anh cũng từng chơi SR6000 rồi thì anh thấy SR6000 tốt hơn, dùng cảm giác sướng hơn con này. Ok. Nhưng mà con này được cái ngoại hình khá ok đấy, anh rất thích cái ngoại hình của nó. Ok. Nhìn nó thon gọn hơn so với AK5000. 5000 cảm giác nhìn ngắn hơn đúng không? Cái này có dài hơn không? Con này dài hơn 5000. Ờ, đấy, nhìn thì nhìn đúng là lên sân khấu mà nhìn cầm một cây mà nó dài hơn này nhìn cũng hoành tráng hơn đúng không? À, yeah. Ok. Ngoài ra thì nói thêm cái này thì đây là phiên bản nội địa của Trung Quốc. Nó là một bản sao của EV5000 tốt nhất ở bên Trung Quốc và đắt tiền nhất. Thì toàn bộ của nó là giao diện tiếng Trung, Trung Quốc hoàn toàn. Thì về cơ bản thì review cho anh em biết thôi. Chứ còn cây này thì không thể thương mại được ở Việt Nam. Và anh em cũng không nên mua. Với cái tầm giá này thì thực sự là mình có nhiều cái sự lựa chọn tốt hơn, phải không?